nguyên nhân dẫn đến yếu sinh lý ở nam giới phải biết để mà tránh. Yếu sinh lý là bệnh lý dễ xảy ra ở nam giới ở mọi lứa tuổi, đặc biệt ở độ tuổi sau 30. Khi mắc bệnh, nam giới sẽ luôn luôn cảm thấy tự ti, mặc cảm, thậm chí nếu không tìm ra nguyên nhân và cách điều trị kịp thời, có thể dẫn đến những cái tình trạng vô sinh, hiếm muộn. Vậy, việc tìm hiểu nguyên nhân sẽ giúp lợi ích rất nhiều trong quá trình điều trị. Xin chào tất cả các bạn, tôi là bác sĩ Trần Thành, chuyên gia trong lĩnh vực nam khoa và y học giới tính. Video ngày hôm nay, tôi sẽ lý giải cho các bạn các nguyên nhân dẫn đến tình trạng yếu sinh lý ở người nam giới. Yếu sinh lý chính là nỗi đau không nói nên lời của không ít các đấng mày râu. Nó có xu hướng gia tăng và trẻ hóa. Vậy, nguyên nhân nào và do đâu? Yếu sinh lý xuất phát từ nhiều nguyên nhân, bao gồm các nguyên nhân chính như sau. Tuổi tác. Đây là nguyên nhân điểm mặt đầu tiên gây ra tình trạng suy giảm ham muốn tình dục ở người nam giới. Theo thời gian, hormone sinh dục của người nam giới suy giảm, đặc biệt chính là testosterone sau tuổi 30 sẽ có tình trạng suy giảm từ 1 đến 5% mỗi năm. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe gây ra các bệnh lý toàn thân của nam giới, mà còn tác động đến hoạt động tình dục của nam giới gây ra suy giảm ham muốn, rối loạn cương dương, rối loạn xuất tinh sớm, v.v. Các bệnh lý như béo phì, rối loạn chuyển hóa lipid, tiểu đường, huyết áp cao sẽ có những tác động không nhỏ đến tình trạng yếu sinh lý của các bạn. Ngoài ra, các yếu tố bệnh lý như teo tinh hoàn, viêm tinh hoàn, ung thư tinh hoàn, áp xe tinh hoàn, ung thư dương vật hay những bệnh lý tinh hoàn ẩn cũng có thể tác động trực tiếp đến phong độ phòng the ở người nam giới. Bên cạnh đó, những tác dụng phụ của một số loại thuốc như các thuốc an thần, thuốc chống trầm cảm, thuốc hạ huyết áp, một số các loại thuốc lợi tiểu khác thì cũng có thể ảnh hưởng đến chức năng sinh lý. Chế độ dinh dưỡng nghèo nàn, thường xuyên sử dụng chất kích thích như rượu, bia, chè, cà phê, thuốc lá cũng sẽ ảnh hưởng đến chức năng sinh lý ở người nam giới. Một điều rất quan trọng nữa đó chính là chế độ sinh hoạt không điều độ, thói quen ít vận động, lạm dụng quan hệ tình dục, thường xuyên thủ dâm sẽ khiến dương vật phải hoạt động với tần suất cao, xuất tinh liên tục, gây ra tình trạng xuất sớm, thậm chí rối loạn cương dương, liệt dương. Nguyên nhân nữa cũng rất phổ biến ngày nay đó chính là stress, tâm lý căng thẳng. Sự căng thẳng tâm lý thường xuyên chịu áp lực, sự mệt mỏi, sự sang chấn tâm lý lâu dài ảnh hưởng đến ham muốn và chất lượng của các tinh bình. Vì lúc ấy, cơ thể sẽ sản xuất ra hormone steroid hormone. Loại hormone này sẽ ức chế quá trình sản sinh ra testosterone nội sinh, trì hoãn để sản xuất tinh trùng ở người nam giới. Yếu sinh lý ở người nam giới nếu không được điều trị kịp thời có thể gây ra những cái biến chứng rất là nặng như cương kém, hàm ham muốn hoặc mất hẳn ham muốn, thậm chí liệt dương, mất khả năng quan hệ vĩnh viễn. Trong khi đó, phong độ đàn ông sẽ suy giảm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý, sức khỏe của bản thân và hệ lụy đến đối tác. Do đó, khi đã xác định được nguyên nhân và tình trạng bệnh, bạn nên tham khảo ý kiến từ các bác sĩ chuyên khoa để có thể những hướng điều trị kịp thời, an toàn và hiệu quả. Nếu có những thắc mắc hoặc cần tư vấn về các bệnh lý nam khoa, các bạn có thể để lại bình luận để được giải đáp. Đừng quên đăng ký kênh để có thể theo dõi thêm những thông tin hữu ích về sức khỏe. Bác sĩ Trần Thành xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.